Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái clip tiêu UC nữa anh em ạ. Các bạn nhìn thì cũng đã biết rồi đúng không? Mình lại có một cái tài khoản mới rồi. Tài khoản này sẽ là tài khoản cuối cùng, mình sẽ không đổi nữa đâu anh em. Mình chắc chắn luôn. Cái lý do mà mình đổi cái tài khoản này ấy là cái tài khoản quốc tế đợt trước mà mình phá UC cho anh em coi ấy thì nó đen. Nó đen không có nghĩa là nó đen toàn bộ đâu anh em, mà nó đen khi mà mình quay những cái hòm như thế này này. Đấy, những cái hòm đồ ở trong trong đây. Còn nó quay cái vòng quay lucky thì khá là đỏ, nhưng mà mình thì mình thích những cái thứ màu mè anh em ạ. Cho nên là hòm đồ có nhiều đồ đẹp như thế này mà tôi lại không quay ra thì nó hơi tiếc. Cho nên là mình đã quyết định là đem bán em nó đi. Và trước khi bán em nó thì mình cũng đã thử một lần nữa vận may. Và đúng như thế anh em ạ, mất có đâu đó là khoảng độ tầm 45.000 UC nữa là mình đã nâng được thêm một khẩu súng M4 băng nữa lên level 7 rồi. Và cái app đấy thì mình đang treo ở trên cái shop của mình. Web shop của mình đang hiển thị ở trên góc ở trên cùng bên phải. Đấy. Hoặc là các bạn có thể click ở cái link mô tả phía dưới nhá. Rồi, đến với cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ chốt lại một số thứ như sau. Thứ nhất là cái app cũ của mình sẽ bán ở trên shop mình. Cái thứ hai là cái app này từ nay trở về sau mình sẽ hứa là không đổi thêm bất cứ một app nào nữa, bởi vì là mỗi lần đổi app là tốn tiền lắm anh em. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái tài khoản PUBG ở bên phiên bản VNG của mình ấy là chắc chắn mình sẽ không bao giờ bán đâu. Cho nên anh em đừng có chờ đợi. Nhiều anh em cũng bảo là em đang hóng cái tài khoản của anh bên VNG để em mua, nhưng mà tài khoản đấy chắc chắn là mình sẽ không bán. No never. Đấy là một cái thứ gì đó nó gắn liền. Và cái tài khoản đấy mình sẽ để mình lên live với anh em mỗi buổi tối đó, cho nên mình sẽ không bán. Hôm nay thì mình sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ cho cái tài khoản này trong cái video clip. Thứ nhất là mình sẽ quay cái hòm đồ kỷ niệm sinh nhật. Thì đây là cái sinh nhật năm thứ nhất của PUBG. Còn cái hòm năm thứ hai thì mình nghĩ là khoảng độ tầm 2 cho đến 3 hôm nữa là nó sẽ có thôi. Đấy, cái thứ hai là mình sẽ quay cái hòm cao cấp này. Nói chung hòm cao cấp này thì mình thật ra tâm sự thật với anh em là hòm cao cấp này mình thấy nó chả có cái món gì làm đẹp cả. Nhưng mà mình sẽ lấy, thứ nhất mình sẽ cố gắng lấy một cái bộ đồ đỏ, bởi vì là đồ đỏ lấy càng nhiều thì càng tốt đúng không anh em. Và cái thứ hai mình sẽ lấy khẩu K này, bởi vì app này nó là app trắng nên chả có skin súng gì cả, nên là mình sẽ lấy khẩu K. Đây, ở đây thì mình sẽ lấy một khẩu súng UMP, sẽ cố gắng lấy cái khẩu súng UMP này. Bật mí cho anh em một chút là khẩu súng UMP này là một. Khẩu súng AK Hellfire là hai. Là hai khẩu súng mà các bạn sẽ không cần phải nâng cấp bất cứ một cái gì cả. Các bạn quay ăn được khẩu súng này, các bạn sẽ có những cái thứ như sau. Một là thông báo diệt, hai là khói, ba là hòm đồ. Mà cái kẻ địch mà các bạn hạ gục ấy, nó sẽ xuất hiện những cái hòm đồ giống như kiểu những cái khẩu súng nâng cấp level 7 ấy. Nói chung là những khẩu súng này, những khẩu súng mì ăn liền luôn. Sau khi mà nó ra mắt ấy, thì nhà phát hành game mới thấy là ui, những khẩu súng này có những hiệu ứng đấy được game thủ rất là ưa chuộng. Cho nên là bắt đầu họ mới cho ra cái loạt gọi là loạt súng nâng cấp đây. Đây loạt súng nâng cấp của chúng ta đây. Trước ấy thì giống như kiểu khẩu UMP đúng không, thì những cái hiệu ứng như thế này này. Những cái hiệu ứng như thế này nó sẽ có hết trong một khẩu súng. Có nghĩa các bạn quay ra là các bạn có nguyên si tất cả hiệu ứng này luôn. Nhưng bây giờ thì nó đã được tách ra và nâng cấp. Và anh em biết là để mà sở hữu được những khẩu súng level 7 nó không phải là chuyện nhỏ đâu anh em. Ít nhất là các bạn phải mất đến khoảng độ tầm, theo như mình đã có kinh nghiệm quay rất là nhiều tài khoản rồi, các bạn đỏ lắm luôn ấy, đỏ vô cùng thì các bạn cũng phải tốn ít nhất là 40.000 UC thì mới nâng được một khẩu súng lên level 7. Còn không là cứ phải 45, 50 hoặc là ai đen lắm thì phải 60.000 UC thì mới lên được. Thôi, không dông dài nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với hòm Lucky. À quên, hòm này là hòm sinh nhật 1 năm tuổi của PUBG. Mình mong rằng là khi mà cái sinh nhật 2 tuổi nó sẽ đẹp hơn. Bắt đầu thôi, let's go. Nào, pháo hoa nào. Mình mong rằng phát đầu tiên nó sẽ ra rất là nhiều đồ anh em ạ. Ui dồi ôi, vãi nồi ạ, một khẩu lục. Rồi, và chúng ta trắng phớ.
tiếp tục lần thứ hai. Lên nào. Đồ đỏ đâu? Hai phát ra luôn đồ đỏ thì nó phải gọi là mắc hên anh em ạ. Rồi chẳng, ui đây rồi. Ui rồi ôi. Khẩu Vector này là một khẩu Vector mà mình rất thích luôn. Ui đây là thêm một cái vé quay nữa. Rồi ổn rồi. Được. Thêm một khẩu súng UMP nữa là mình sẽ dừng anh em nhá. Dừng luôn. Mình chỉ thích skin súng thôi. Còn mấy cái bộ đồ ở trong cái hòm này mình không khoái lắm. Đây rồi. Lại thêm một khẩu lục nữa anh em ạ. Thêm một lần nữa nào. UMP của tôi đâu? Mấy bấy bể. Đây rồi. Ui, vẫn là một cái vé quay anh em ạ. Đây ư. Ui, bộ đồ. Bộ đồ quý bắp. Bộ đồ. Đây anh em ạ. Ui dồi ôi, nhìn bộ đồ sao nó xấu thế. Sao lại có thể thiết kế ra một bộ đồ xấu đến như vậy nhỉ anh em nhỉ? Nào, xin thêm một khẩu UMP thôi mà. Làm gì mà khó khăn. Làm gì mà khó khăn. Ui, UMP của tôi đâu? Ui, I don't know. Rồi, chuẩn bị đầy cái Lucky rồi mà vẫn chưa thấy UMP đâu cả. Rồi, hòm đồ đã rơi. Nhưng mà UMP vẫn chưa thấy. Đây rồi. Úi dồi ôi. Mất bao nhiêu tiền của tôi rồi đấy. Mấy nghìn UC rồi ta. Mình có tròn 300.000 UC thôi. Để xem tí nữa mình sẽ mất bao nhiêu UC cho cái hòm này anh em nhá. Úi ôi trắng phớ anh em ạ. Dã man thật. Sao nam đen nó quay kiểu gì mà nó ra được con xe này anh em nhở. Dã man đỏ luôn ấy. Đây là con xe. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là con xe duy nhất trong cái game PUBG này nó có cái phẩm chất là màu đỏ anh em ạ. Đồ huyền thoại. Rồi, tụt Lucky rồi. Để xem được cái món gì ngon ngon không anh em nhé. Xem có được một món đồ đỏ nào không. Một là bộ đồ, hai là con xe. Ui dồi ôi, trắng phớ thế. Ui dồi ôi, được cái mũ. Ui thần Rita ơi. Sao cho cái đồ gì mà nó cùi bắp vậy. Cho tôi con xe, cho tôi khẩu súng đi. Chỉ cần ra một trong hai món này là mình sẽ dừng anh em ạ. Chỉ cần ra một trong hai món này thôi, chắc chắn mình sẽ dừng. Một lời hứa với anh em. Ui sinh nhật. Sinh nhật gì mà hút máu thế. Người ta sinh nhật người ta phải cho. Ui dồi ôi lại áo. Sinh nhật phải cho quà chứ. Sinh nhật gì hút máu thế này thì chết à. Ui dồi ôi lại bộ quần áo. Trời ơi, chưa bao giờ thấy bộ quần áo nó xấu như bộ quần áo này anh em ạ. Lại nào. Tiêu sơ sơ đã gần hết 10.000 UC rồi đấy. Dã man thật. Come on baby. Vẫn không thấy đâu cả. Ui dồi ôi. Trời điêu. Tốn máu quá anh em ạ. Như vậy là mình đã mất. Ui, quay sơ sơ như thế là đã mất hơn 5.000 UC rồi đấy anh em ạ. Tiếp nào. Mình chắc chắn là phải lấy được khẩu UMP hoặc là một khẩu hoặc là một con xe thì mình mới dừng anh em ạ. Thì mình mới dừng được. Chẳng nhẽ tôi lại đen đến mức như vậy sao. I don't know. Ui dồi ôi đừng cho áo nữa. Ui cái gì thế. Sao khẩu UMP đợt này quay khó khăn thế nhở. Mất 6.000 UC ở tôi rồi đó. Tên này cụ đi chân mình phát rồi. Nào come on come on. Đây rồi. Đôi giày. Vâng vẫn không thấy đâu. Xe không thấy mà súng cũng chẳng có luôn anh em ạ. Thế này thì cái ngân quỹ mà mình bỏ ra cho cái hòm này sẽ tròn chẵn là 10.000 UC anh em nhé. Với 10.000 UC mà không ra là tôi bó tay đấy. Tôi không quay nữa đâu. Tôi chắc chắn với các bạn một điều là như vậy. Chắc chắn tôi sẽ không quay nữa. Sinh nhật gì mà hút máu thế này thì chết con nhà người ta rồi còn gì nữa. Úi dồi ôi, toàn ba lô với dù thôi. Với lại mấy cái sticker thể luôn. Chả hiểu sao cho mình cái sticker làm gì. Hòm Lucky lại chuẩn bị đầy rồi. Mà xe pháo vẫn chưa thấy đâu cả. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Úi dồi ôi nó trắng dã man anh em ạ. Trắng kinh khủng khiếp hoảng hốt. Đây. Rồi Lucky đã tụt rồi. Chắc chắn là được một đồ tím. Không biết là đồ gì anh em ơi. Nào để xem nào. Ui dồi ôi quay tầm này. Ui dồi ôi lại VSS. À quên lại Vector ạ.
Ui đệt. UMP đâu không cho, cho Vector làm cái gì? Ui, hòm này tốn máu lắm anh em ơi. Cơ 10.000 UC chưa ra được mỗi khẩu Vector thôi. UMP đâu? UMP. Ui dồi ôi, cái chảo đẹp. Ôi thôi, cái chảo này cũng được anh em ạ. Cái chảo này cũng cũng ok đấy. Có, người ta gọi là có méo mó ăn không anh em ạ. Đúng 10.000 UC anh em nhé, hai lần quay nữa. Ba lần quay nữa, hai lần quay nữa. Đúng 10.000 UC là mình sẽ dừng. Không cá cố. Chúng ta vui có chừng dừng đúng lúc anh em ạ. Quay đây rồi. Thế mà thằng Lam Đen nó quay được ra con xe màu đỏ kia thì đúng thật sự là ui, mắc hên luôn anh em ạ. Ui, xe gì lại có cả đèn LED thế này nữa chứ. Hình như mình nhớ là trong cái list random 150k trên shop mình là có ác có con xe này. Và có bạn đã trúng rồi nhá. Đã có bạn đã trúng ra cái ác có con xe này rồi đấy. Nào, lên. Ôi, nhả bớt đi. Hút gì mà sâu thế. Trời ơi, ra cái bộ đồ trông nó chán chưa. Ui dồi ôi. UMP đâu? Sao không cho UMP? Cạn máu rồi. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Mình sẽ không cống thêm tiền vào đây nữa đâu. Như vậy là niềm mơ ước cây súng UMP của mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Như vậy là không thể quay được cái khẩu súng UMP này. Đây là khẩu súng có hiệu ứng nha anh em. Như vậy chúng ta được một cái chảo này, một bộ quần áo này. Đây, bốn cái món ở dưới là được rồi. Chỉ còn bốn cái món ở trên không được thôi. Hay là mình cống thêm 5.000 UC nữa anh em nhỉ? Anh em có đồng ý không? Tiếp đi. Chơi là chơi, phải chơi tới bến luôn. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Nào, quay đi. Đúng rồi, quay nữa đi. Mình nghe nói là có một YouTuber nào ở thế giới ấy, mới quay cái hòm này sáng nay, mất 50.000 UC để ra được cái con xe anh em ạ. Cho nên mình sẽ thử xem sao. 15.000 đi. 15.000 để lấy khẩu UMP. Trời ơi. Cái dù nó xấu thế. Dù xấu thật sự. Lắc vẫn chưa tụt là chưa có đồ ngon rồi anh em ạ. Chắc lại vài cái món đồ cùi thôi. Lucky phải tụt cơ. Đây, lần này Lucky tụt này. Hết cái Lucky tụt này mình sẽ không quay nữa. Nghỉ chơi. Nghỉ chơi với cái hòm sinh nhật. Mẹ, sinh nhật đến thì người ta phải tặng quà cho khách chứ. Đây, sinh nhật hút gì hút, gọi là hút cạn kiệt luôn. Lại ra cái bộ đồ này. Bực thật sự. Vãi nổi, lại mũ này nữa. Bốn cái món ở dưới cùng nó cho mình gọi là ngập mồm luôn. Trời ơi, này, bốn cái món này này cho mình ngập hết cả mồm, trong khi khẩu UMP thì không cho. Dỗi không quay nữa, dỗi. Ok, như vậy là hôm nay mình đã quay sương sương mất 13.000 UC anh em ạ. Mà vẫn chưa được cái gì. Khá đen. Thôi, mình sẽ để dành UC này để làm những cái clip tiếp theo cho mọi người nhá. Hôm nay xem nào, chúng ta thu thập được rồi, quay sương sương 2.690 rồi này. Đó. Sương sương chúng ta có vài món đồ nhưng mà nó cũng không đẹp lắm anh em ạ. SMG thì có khẩu Vector, khẩu lục và một cái chảo cũng khá là đẹp. Chảo này thì đẹp, chảo này thì mình công nhận là đẹp, nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn thích cái chảo mà cái chảo có mấy cái lỗ của mình hơn. Có bốn cái lỗ ở trên thân chảo ấy. Nếu mà cái hòm mà nó ra mà có cái chảo đấy là chắc chắn là mình sẽ lấy đấy anh em. Ok, có lẽ là mình sẽ dừng cái clip này tại đây nhá anh em nhá. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Và nếu bạn nào muốn sở hữu những cái tài khoản như thế này thì có thể liên hệ với mình nhá. Hiện giờ thì chỉ có khoảng độ tầm 2-3 app thôi, mà mình đã lấy một app rồi, cho nên chỉ còn 1 cho đến 2 tài khoản nữa thôi. Mình cũng không biết là đến lúc các bạn xem được clip này có còn hay không. Nếu mà anh em liên hệ lúc mà
lên clip này mà không còn nữa thì anh em hết sức thông cảm nhá. Thì nếu anh em thích những cái app mà nó có nhiều UC như thế này thì lên shop mình click cái app cũ của mình ấy, app quốc tế cũ của mình vẫn dư khoảng độ đâu đó hơn 30.000 UC thì phải. Thôi, có lẽ là chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tuấn HC. Bye bye mọi người.